Cảnh sát Paris tịch thu 7 tấn cần sa. Tin từ Pháp, lực lượng cảnh sát Pháp được tổng thống François Hollande tán dương vì đã khám phá hơn 7 tấn cần sa chứa trong một chiếc xe hơi đậu bên lề đường ở phía Tây Paris vào lúc nửa đêm đêm chủ nhật ngày 18 tháng 10. Giới truyền thông địa phương đã được mời đến xem các bánh chứa chất gây nghiện được trưng bày tại trụ sở của quan thuế ở ngoại vi Paris. Đây là số lượng ma túy lớn nhất bị tịch thu tại Pháp trong vòng 2 năm trở lại đây các nhân viên quan thuế đã tìm thấy 7.1 tấn cần sa dưới trong một chiếc xe vận tải nhẹ đậu tại một con đường thuộc quận 16 của thủ đô Paris. Giới chức thẩm quyền Pháp nói rằng số ma túy này đã được từ Morocco đưa sang, ước lượng theo thời giá thị trường khoảng 15 triệu euro, tương đương với 17 triệu Mỹ Kim. Tổng thống Hollande ca ngợi cảnh sát Pháp hành động đầy can đảm và khéo léo vì mọi việc xảy ra vào ban đêm mà không có người dân nào trong khu phố bị lâm vào tình trạng nguy hiểm, trong khi các tổ chức tội phạm có thể chống cự lại lực lượng cảnh sát bất cứ lúc nào. Vẫn theo Tổng thống Hollande, thì đây là vụ tịch thu số lượng ma túy lớn nhất lịch sử chưa từng xảy ra tại Paris.